Thưa quý vị, những ngày này, các phim tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 được công chiếu tại các rạp chiếu phim Lê Độ, Galaxy Đà Nẵng, CGV Vincom Đà Nẵng đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ghi nhận tại các rạp chiếu phim, không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hẳn khi nhiều khán giả đến tìm hiểu cũng như xem các phim được công chiếu dịp này. Đây là những phim thuộc các hạng mục phim châu Á dự thi, phim Việt Nam dự thi, chương trình điện ảnh Việt Nam hôm nay, tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, chùm phim về Đà Nẵng của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023. Riêng với mỗi phim thuộc chương trình điện ảnh Việt Nam hôm nay, khán giả có vé đến xem sẽ được phát một phiếu đánh giá về chất lượng phim, làm cơ sở để trao tặng giải thưởng cho các phim. Tôi rất hào hứng là muốn theo dõi một số bộ phim. Liên hoan phim thì toàn là những phim xuất sắc và những phim rất là đáng để theo dõi và thưởng thức. Các phim hiện đang được chiếu miễn phí theo các khung giờ, gồm 10 giờ, 15 giờ, 17 giờ 30 và 20 giờ. Theo quản lý các rạp phim, hiện vé xem phim ở các suất chiếu đều đã được khán giả đặt hết. Mấy ngày nay thì khán giả vẫn đến rạp để mà hỏi vé, thì vé ở rạp thì đã không còn nữa. Khán giả yêu thích thì có thể là vẫn đến rạp trước suất chiếu 15 phút thì để là các bạn là set up cho các khán giả vào xem thì có thể là bỏ thêm ghế. CGV sẽ dành 2 phòng chiếu để chiếu những cái hạng mục phim này, tổng số suất là 38 suất. Thì tình hình khán giả được đến mà xem phim rất là nhộn nhịp. Như sáng nay có bộ phim Việt, khán giả đã vào lắp hết gần như là 100% công suất của cái phòng. Theo ban tổ chức, xuyên suốt Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất sẽ có gần 90 suất chiếu tại rạp và 3 buổi chiếu phim ngoài trời. Bên cạnh đó, khán giả còn có dịp gặp gỡ các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh trước một số suất chiếu.